like you too. Olaf. Với kinh phí 150 triệu đô la Mỹ, Frozen là một trong những phim hoạt hình vốn tiền nhất của Hollywood năm nay và là tác phẩm được nhiều khán giả chờ đợi nhất dịp cuối năm. Bộ phim dựa trên câu chuyện cổ tích Bà Chúa Tuyết, The Snow Queen của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen vốn được hàng triệu trẻ em nhiều thế hệ yêu thích. Với chủ đề gia đình thân thiện và những đánh giá tích cực từ giới hoạt động nghệ thuật, doanh thu phòng vé của bộ phim được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục so với những bộ phim có cùng kinh phí đầu tư. Ngoài ra, Black Nativity, tạm dịch là Giáng sinh đen, bộ phim đậm chất tình cảm cùng với sự xuất hiện của bài thánh ca kinh điển Silent Night do Jean thể hiện cũng sẽ đem đến cho khán giả những cảm xúc xao xuyến khi Giáng sinh đang đến rất gần. Nằm trong danh sách các bộ phim sẽ được công chiếu trong dịp này còn có một loạt các phim như Homefront, Philomena, The Fifth Book và Oh Boy. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, The Hunger Games: Catching Fire, tạm dịch là Đấu trường sinh tử, bắt lửa, vẫn đang làm mưa làm gió trên khắp các phòng vé trên thế giới với doanh thu 307 triệu đô la Mỹ. Với thành tích này, bộ phim đã lập kỷ lục doanh thu tại Mỹ và Canada trong tháng 11 và dự tính sẽ tiếp tục thu thêm khoảng 60 triệu đô la Mỹ chỉ riêng tại khu vực Bắc Mỹ. Completely under control.